Thành Lễ xin kính chào quý vị. Trong mùa hè năm nay 2016, nhóm Ngọc Trong Tim, Thành Lễ cùng với các anh chị em thành viên của nhóm Ngọc Trong Tim tại Việt Nam đã đến tỉnh xá Long Phước Điền tại Long Thành, Đồng Nai. Một nơi ngôi chùa phải nói là xa xôi, hẻo lánh, nhưng mà quý vị đã nghe tiếng âm thanh không? Đó là những tiếng tụng niệm của các thầy và các em. Câu chuyện như thế nào xin mời quý vị đón xem. Xin cảm ơn quý vị. Đây là nhóm Ngọc Trong Tim, đây ca sĩ Phương Dung. Và chúng tôi nói quý vị, tuy xa và gần, tuy gần và xa, đây là căn nhà thật là gần. Bước qua là tỉnh xá. Và người trai đẹp trai đó là em Huy Phương, mà Thành Lễ đã nói vùng Bắc Cali đó là San Jose. Huy Phương ơi, hôm nay giao duyên nhờ em đã tới tỉnh xá Long Phước Điền. Em nói vài lời tại sao chúng ta lại tới ngôi chùa này ngày hôm nay. Bên này là nhà vợ của em. Em rất là cảm ơn nhóm Ngọc Trong Tim đã đến Long Phước Điền, là ngôi chùa mà gần nhà vợ của em. Thì tại vì em đến chùa em thấy có những em khuyết tật rất là đáng thương, mà một mình cô phải lo cho đến 40 mấy em. Thì em thấy rất là cần cái tình thương, cho nên em muốn đưa anh chị đến giúp ngôi chùa này. Em mời các anh chị vô biến chùa. Dạ thì bây giờ mình đang tiến dần vô ngôi chùa. Đây là một cái tịnh xá, chưa được là cái chùa. Thì bên tay phải của chúng ta là có những trẻ em mồ côi. Thì ở đây thì có cô Thủy là chủ trì của chùa đang lo cho các em. Cô Thủy đang thay tả cho băng cái chân cho em này. Thì cô Thủy là người đã dựng ra ngôi chùa này. Thì em này lúc trước đây, gần đây là trước khi em về là bị xe đó chở cát vô, thì vô tình cán qua em, thì mới ở bệnh viện ra. Thì ở đây thì khi mà các em mà không biết gì đó thì có đi tiểu tiện hay là đại tiện thì cô Thủy một tay cũng chăm sóc cho mấy em. Dạ A Di Đà Phật. Hôm nay tụi con cũng xin phép, theo lời giới thiệu của em Huy thì tụi con được biết là ở nơi đây sư cô cũng đã lo được cho đến 40 mấy em á sư cô. Dạ thì con cũng muốn được xin phép hỏi sư cô là cơ duyên nào mà sư cô lại nuôi các em là từ đâu ạ? Cô Thủy hồi xưa cô Thủy là nữ sinh Nguyễn Thượng Hiền, học đại học y nữ trường rồi đi. Hồi đó con phát nguyện đi tu, vậy không biết làm sao trời đầy chứ thấy con út của trong gia đình ăn cái chén không rửa bộ đồ giặt, mà giờ sao tự nhiên trời đầy vậy không biết làm sao. Mà tại vì cái nhân duyên là có người bạn đồng tu, khi ra đời rồi có đứa con giao cô Thủy tại cổ bị ung thư tử cung, thì nuôi từ dạo ấy. Bây giờ về nuôi vậy là mấy em nuôi hồi 1-2 tháng là 4 đại học, 2 thạc sĩ, 1 cử nhân vượt học. Mấy em nuôi nhỏ cái này thôi kệ, mình làm kiếp người, mình làm xong cho trọn rồi mình về. Chứ ví dụ mình làm bằng cái tâm vậy đó, rồi ai thương mình cho. Còn không thì có thể có 2 mẫu điều, 2 mẫu rượu. Năm nay có thể làm điều được trúng. Năm nay điều trúng mừng lắm, nhưng mà giờ dồn vô hết cho em này rồi 100 mấy chục triệu. Còn làm lúa thì năm nay được trúng 5-7 lúa. Cũng có lúa, có điều vậy đó cơ. Kệ nó, sống hành nguyện này, cuộc đời này mình cứ nhớ là
Lời Đức Phật dạy là tội nhỏ không làm, phước nhỏ không bỏ qua. Vậy thôi, ai thương người tới chứ đây không tên, không tuổi, không địa chỉ, không gì hết. Cô Tỷ ở đây là gần 40 năm rồi. Mà miễn sao các con ngoan hiền đạo đức, ăn học thành tài là cô Tỷ mừng rồi. Chứ cô Tỷ không suy nghĩ gì hết. Nói chung là nhiều khi cô Tỷ khổ quá rồi, vô đóng tiền đại học này kia nào không có, nhưng cô Tỷ về gia đình, nhưng mà anh em đông rồi không có cho. Nhưng mà cô Tỷ giả đò thăm về người cho 1 triệu, 2 triệu về nuôi các con. Với lại Quy này nè, thì lâu lâu nó cũng cho tiền. Quy trọng thư á. Rồi cảm ơn con nhiều lắm. Cô Tỷ cũng có tài khoản, không có tài trợ vậy đó. Giống như họ truyền miệng nhau, ai biết thì tới cho cô Tỷ. Chứ cô Tỷ cũng không tài khoản, không địa chỉ, không tên, không gì hết. Không có gì hết á. Nhưng mà ai thương thì cho, ai biết thì tới vậy thôi. Tới thì Tỷ đông nhận. Này, nói vậy chứ mình có thể đâu chịu nổi. Nhưng mà có nhiều khi có những ai tới thương. Dạ, A Di Đà Phật. Vậy thì thường thường mà mấy em á, thì là người ta đến gửi hay là sao hả sư cô? Cùng đi mười mấy người đó. Là ở có thể mười mấy năm, 20 năm rồi. Còn mấy em này người ta bỏ đó. Mấy người cùng đi thì có người gửi, nhưng mà hầu như bây giờ có mấy cha mẹ tới nữa. Bấy nhiêu cái cô đó sắp chết ở đó, cô Tỷ đem lên bệnh viện thận đồ si á, bác sĩ trả về. Nhưng mà cô Tỷ cứ kêu mấy đứa con tới, nhưng mà con nó khổ quá, nên là bước qua mẹ nó chết cũng đắp ba nó nhang thôi. Nói cô đó tay chân sưng. Cô Tỷ thì sống bằng cái tâm thôi. Tại bây giờ, hiện giờ con biết không, cô Tỷ có cái mặc cảm và tự ái. Nhiều khi mình nuôi mấy em bằng như một người mẹ, nhưng mà nếu mình lên đài hay quyên góp, người ta nghĩ mình lợi dụng. Cho nên thì lẽ có thể không có sinh ai. Có nhiều người tới cũng khổ lắm con. Nhìn con mình thấy thương họ, cùng đi họ mới chịu vô. Họ nói tôi tới chùa tăng ni cho nhiều, tôi không có tới chứ. Nên mình cũng thương con. Đúng rồi vậy. Miễn các con nó ngoan hiền ăn học tới đại học bác sĩ, mình khổ mày cũng được. Nhưng mà tới tuần mấy em phải về. Tuần này có thể chiên ví dụ nước bịch đồ dây đem lên, để cho đứa 50 mua rau cải. Nhưng mà bây giờ bé Hoàng Mỹ Loan nó rau cải mắc quá thì cho đứa 100. Đại học thạc sĩ đứa nào mới về. Rồi rau cải đem lên. Rồi có thể tuần này có thể chiên 10 miếng đậu hũ, chiên xả mặn thịt mặn đem lên. Tuần sau có thể đổi nhiệt cao, ăn chay cái tiền ăn mặn, mặn ăn ngon. Nên là miệng của con thì nó lên người. Đó bé Hoàng Mỹ Loan đại học. Cử nhân Phật học rồi em thi vô thạc sĩ em cũng đậu luôn, em đang học. Vậy đó, sống qua ngày rồi Phật cũng cho mình đói được, sống qua ngày rồi. Cảm ơn tụi con đã tâm lòng tới đây để nói gì. Con nghĩ sư cô cũng đừng có buồn, tại vì mình làm cái gì thì trời Phật cũng nhìn thấy. Và tại vì bây giờ trong cái thời điểm hiện tại này thì cũng có rất là nhiều cái trường hợp mà để cho mọi người cũng nghi ngờ đó cô. Dạ, nhưng mà con nghĩ là mình cứ gì mình cứ xuất phát từ tâm thì con nghĩ là dạ dạ hôm qua đậu bắp làm nấm rơm là Hiền Quy mấy đứa mà giờ thạc sĩ đại học là khuya dậy mấy má con bẻ rồi đi bán. Hôm qua thì giờ cắt dành dụm chắc chưa, ví dụ tiền vốn con thì bỏ riêng, tiền lời con thì bỏ không heo. Rồi hôm nay khui ra mấy chục năm trồng bắp. Đậu bắp hôm qua rồi rơm làm rượu lên đi xuống và các lái mua men về làm nắm. Nắm bát cũng ngon. Bây giờ các con lớn hết rồi có thể làm cũng nổi. Mình thử trồng trà. Vậy mấy trường hợp này thì chỉ có một mình cô chăm sóc thôi, có ai phụ cô không? Cái này có thể phải làm chứ. Bác sĩ biểu về đem ra trạm xá, nhưng mà có thể không dám. Tại vì sợ không kỹ lưỡng em sẽ nhiễm trùng. Đáng như mà trạm xá chỉ rửa thôi. Còn như cái hộp này là cô Tỷ mua 350.000 một hộp. Hai ngày. Cái này là miếng lót để lên miếng. Chứ còn đạp xá thì nó cái này. Cái miếng cô Tỷ tự nhà. Tại vì ba cái này sợ nó những cái mà em nó ở trong này là có. Ở thuốc kia đây là xe cát vô thì thấy nó đứng.
quay đầu lại. Con biết không, nó quay đầu lại, cái xe cát nó đảo mạnh quá đó, nó đẩy luôn. Mà Phật trời hộ, con không tìm bé chết rồi. Không tìm bé chết chát vậy thì gãy hai cái giò, gãy năm cái xương sườn, gan lắc phổi giặt hết luôn. Nhưng bé sống được, bé xuống chậu rồi. Sống được là mừng rồi, miễn có tiền cứu con là được rồi. Năm nay điều trúng của thì mừng lắm á. Nhưng mà giờ đổ hết vô cho nó rồi. Đổ hết vô cho nó rồi con ơi. Đi tự nó chết không con. Đi học sao hả sư cô? Đi học thì nói chung á, tiền từ cấp 1 tới cấp 3 có thể không có đóng. Thiệt tình mà nói, thầy cô đưa đóng bảo hiểm đồ, tiền đâu đóng cứ gần 20 đứa. Mà đại học thạc sĩ nó kêu cô thì phải đóng. Nhưng mà thạc sĩ hiền quy thì có thể có nói, cô thì có khả năng luôn tới đại học thôi. Bây giờ các con muốn học thạc sĩ các con phải tự đi làm. Còn đại học chứ khoác có thể không cho đi làm. Có thể có nói các con là thôi khổ nghèo gì các con ráng học. Thì khi đại học á, rồi nó ham tiền rồi nó bỏ lỡ dở việc học tội nghiệp nó. Rồi còn thạc sĩ thì hiền phải đi làm tháng được 5 triệu lấy tiền chi phí đóng thạc sĩ. Còn tiền ăn uống nhà trọ có thể lo. Chỉ có khả năng tới đại học đó. Nhưng mà mấy em cũng ráng học tới thạc sĩ. Nhưng mà quý vị có nói mấy em rồi, giờ sợ đại học cái gì bạn gái á, nhiều khi nó, mấy đứa này đẹp không à, sợ nó dụ đi bán cà phê thì sợ